đây, để cha gọi cho. Đó bà nội. Rồi bà đi vô cái hẻm đi. Đây rồi. Rồi bà vô giờ. Đấy, đây là lỗ tai đó kìa. Rồi bà nội không mở cửa rồi. Rồi xong rồi. Kêu sao? Xong rồi. Alo alo. Alo alo. Alo đi. Alo mở, mở, mở cửa ra trên đi. Rồi bà nội. Alo lớn lên coi bà nội còn nghe không. Đâu rồi? Nè mang dép vô đi, đừng đi vô. Cúp máy đi đi bà nội tốn điện. Trời tại đây từ tay được không? Ờ đầu tiên ta nè. Ừ, bà nội đó. Ừ, đó, tại đừng có thông. Điện nãy giờ không được. Điện á, điện á. Dạ, bà nội đang quán. Dạ tặng 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 gì tặng cái tép. Ủa không đem đầu gì tiền xuống cái này chính chính hiệu à. Đúng chú ba chứ tặng cái tép sao vậy chứ. Ôi ghê quá chọt hoài. Ô mấy giặt thì nó biết rồi chứ em. Ừ biết mà. Nó mấy giặt á. Nè tết lại đây nè. Ôi sao, sao không để không kia. Kỳ. Mấy giặt ai mua à? Biết kìa không? Mẹ lấy vậy.
đi nghe. Tặng tưởng là về tặng gì, tặng cái tết lại luôn. Ủa cha đúng rồi bạn. Tết cha chị Tinh. Sạch Tinh. Lại đóng cửa cả. Lại đóng cửa mà nội kìa. Tên. Ừ gì vậy? Trời. Thì nó nhìn là biết mà, nhìn đi trang mà. Của ai mua? Bỏ xe tinh vô giặt luôn. Này 9 kg hả? Nhiêu ký qua nè? 9 kg. Của mình mấy cây? 9 kg. Ừ, giống đi trang mà. Ê, đừng có nhặn tùm lum. Đi vô. À, dạ, vô làm gì hả? Dạ. Vô đâu hả? Nhà bà nội có cái gì? Nhà nội có cái gì? Dạ. Bà nội có cái bộ kìa. Ai cả? Tin. Thương nội con, thanh tai thương nội đàng hoàng. Thương nội con mới về. Con đang nội đi đá xe đạp. Mới về. Ông nội. Nhớ nhà ông nội không? Nhớ nhà ông nội. Nhớ không? Ông nội đừng đừng có chạy đụng đi vô đây nghe, đừng có chạy đụng vô đây hư xe nghe. Đừng đừng vô đây hư xe nè. Ừ. Hư xe. Có tivi bị cho bá luôn kìa. Dạ. Dạ. Em bốc kem hồ đen không? Một cái đen vâu rồi. Ừ. Ủa này có tí chai ấy không? Sữa mà. Làm gì vậy? Sữa mà. Sữa mà đắng gì? Xếp ra cho nội đi. Chị uống sữa. Sữa này cho mình nãy uống. Ơi. Cảm ơn nha. Này nói chuyện như người lớn là ta. Em ra trong nội. Để chút con nội vô con. À anh Đặng ơi vô Đặng, để nó ra nó tội nghiệp đó anh Đặng. Rồi để đây đi. Từ từ, ông nội từ từ vô. Ông Đặng ơi, cái này có hoa trẻ nè. Ông Đặng đâu? Kêu bẩn gì? Ông kêu bẩn gì? Ông nội. Chú gì tên? Chú gì nè? Ừ. Còn nữa kìa. Cái này nữa. Cái này cho bà nội. Ừ. Gì vô cho nội đi. Gì? Cái mồi. Cái này cho bà nội. Trời ơi. Trời ơi. Cảm ơn chị Tinh nha. Đây, cắt sữa đó. Lại Đông Quốc nữa. Uống đi. Con uống sữa được không? Nó không được. Cái đó sữa đó nó không uống được nè. Thôi. Cái này uống được nè. Còn đâu nữa kìa? Còn đâu nữa kìa? Ông nội nào kìa? Ông nội cho ông nội cái nào con? Có con nội cái này à. Cái nào đâu? Cái này nè. Đâu? Rồi con nói sao? Ừ, sữa của ông nội nè hả? Ơi. Ông nội không? Ông nội cảm ơn nha. Ông nội cảm ơn tin nha. Còn đồ nữa kìa, còn đồ của. Nè. Ông ngoại con gửi cho nội. Nói đi, ngoại con gửi cho nội. Ngoại ơi, con gửi cho nội. Ông nội, ông nội. Cảm ơn ông ngoại con nha. Cái này có ai vậy? Ngoại, ngoại. Của ông nội nè hả? Ơi. Đây rình rảnh hết trơn nè. Thằng Long đó mà. Nó nói dữ. Ủa? Không, cái này của mẹ mà. Tim đang làm. Làm gì? Dạ, tim làm. Tim làm gì? Làm gì? Tim làm gì?
Rồi hãy chào và hẹn gặp lại video sau ha. Đây là kênh Chí Sì Tin Dừa, nhớ like đăng ký. Và đây là là gì? Là gì con? Nói đi. Cái này là gì? Cái này vừa nội. Dạ. Cái này vừa nội.